Binz có biết rằng là điều tệ nhất khi là Binz là sao không? À không, anh nói cho em biết được không? Khi anh chuẩn bị cho chương trình này, anh nghĩ rằng là điều tệ nhất của Binz, điều tệ nhất của Binz có lẽ là không được nghe nhạc của Binz. Well, em nghĩ em sẽ hạnh phúc với điều đó. Bởi vì thực ra anh cũng đã nghe một cuộc phỏng vấn của em, chính bài hát của em cũng không nhớ lời luôn. Yeah. Và em nói rằng là nhạc của em không nghe. Chính xác không? Đấy là điều rất tệ, bởi vì em phải nghe Binz. Binz hay lắm. Nhắm nhủ. Bởi vì câu hỏi lớn mà anh đặt ra ấy, đấy là anh nhìn thấy mọi người sống trong một thế giới rất là khác. Đặc biệt là Binz, những video clip của em tạo ra một thế giới riêng của riêng em, đúng không? Trai hư ăn không phải dễ, nhưng trai tốt ăn phải bao. Và thậm chí anh thấy là nó khác hoàn toàn với em ngoài đời. Yeah. Một người rụt rè này chắc là mọi người biết nhiều về điều đó, đúng không? Thấy Binz ở ngoài khác hẳn. Vậy thì anh ấy đặt câu hỏi là mọi người có cái sở thích giống mình, có quan tâm đến mọi thứ, những gì xung quanh. Ví dụ như anh sẽ hỏi câu đầu tiên. Nào bây giờ Binz, gương mặt mà em thích nhất ở trong đội tuyển Việt Nam. Anh đoán xa thôi nhá, thì anh đoán em không phải là một fan hâm mộ bóng đá. Nhưng anh vẫn phải hỏi để xem ít nhất cái tên nào rơi vào đầu. Quang Hải. Quang Hải, dạ. Yeah. Chúc mừng. Anh biết tại sao anh chọn Quang Hải không? Tại sao? Quang Hải nhìn rất giống anh. Quang Hải nhìn rất giống. Như Quang Hải là hay cứa lòng bóng này. Hay cứa lòng. Cứa lòng vào các cô gái. Anh cũng đã nghe nhiều cuộc phỏng vấn thì cái xu hướng về sử dụng tiếng Anh ngày càng nhiều thêm. Và một người ở Mỹ cỡ phải 10 năm như em, yeah, thì bây giờ suy nghĩ trong đầu có lẽ nhiều thứ cũng bằng tiếng Anh rồi, đúng không? Yeah. Bản thân em cũng biết là cái việc mình pha giữa tiếng Anh với lại tiếng Việt nó thực sự nó không cần thiết. Nó nhưng not mà necessary. Yeah, not necessary. Yeah. Nói chung mình cũng phải thông cảm cho mọi người khi mà người ta bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới, thì cái đó là cái cách học tốt nhất, là để mình phải bắt đầu suy nghĩ từ tiếng Anh. À, lúc đầu em cũng là những người như vậy. Dần dần nó thành cái thói quen thì lúc đó mình sửa nó không còn sửa được nữa. Subin, em có phản đối không nếu mà anh yêu cầu người hay nói tiếng Anh trên sân khấu này sẽ phải viết một đoạn rap hoặc là phải chuyển ngữ một đoạn rap nào đó từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại? Nói chung là em đồng ý. Yes or no? em có đồng ý không? Hy vọng là chương trình có thể nương tay cho anh em trong Space Pickers. Tức là có hay không? Hơi lòng vòng luôn. Người Hà Nội hơi lòng vòng luôn. Em thông cảm bên gì ạ? Em đang ở trên bàn này thì có anh Ramastic và Subin. Thôi, cô em chơi tới đi anh. Chơi tới đi. Thế mình chọn chủ đề cho Binz hay là em tự chọn em, lấy? Em tự chọn, em tự chọn lấy. Có một bài hát em rất thích của Tupac. Là The Dear Mama, thì em sẽ đọc vài câu ở trong đó. Mà hy vọng em dịch lại ở tiếng Việt thì nghe nó sẽ trôi tai. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out of the street. Go back at the time, I never thought to see her face, and the woman alive that could take my mama's place. Yeah, đó là bốn câu mở đầu của Dear Mama của Tupac. Khi tôi 18 cãi nhau với mẹ, bị đuổi ra khỏi nhà. Quay ngược thời gian và tôi nghĩ lại sẽ không có người phụ nữ nào đẹp như bà. Không có ai có thể thay thế nếu anh nghe không nhầm. Dạ, đúng không? Chính xác. Đẹp như bà ta cả. Amazing, good job em. Thank you. Trả lời rất nhanh, thank you anh. Nghe vừa vi phạm nhiều em vừa nói đấy. Có anh ăn. Có ăn. Thấy không?